Mến chào cả nhà trở lại với kênh Cuộc Sống ở Mỹ của Thanh Tùng. Hôm nay Thanh Tùng sẽ review cho cả nhà xem bước vào mùa thu ở bên Mỹ nó đổ màu, nó rụng xuống đất như thế nào cho cả nhà xem nha. Lá thì đổ màu rất là đẹp, màu vàng, màu đỏ, đủ loại nha. Đặc biệt là cái cây này mình hay gọi là cây diêu bông. Ok, Thanh Tùng sẽ review cho cả nhà xem nha. Mùa thu là bắt đầu lá đổ màu hết, màu xanh lá cây thành màu vàng, màu đỏ. Khi mà lá nó rụng hết còn cái thân cây không cả nhà, khi mà mùa xuân tới thì lá nó sẽ mọc ra lại, đơm bông cắt trái lại, đại khái là vậy. Mùa đông thì nó còn cái thân cây không, thì tuyết nó phủ lên á thì tuyết nó bám vào hết cái thân cây á, nhìn đẹp lắm. Khi nào mùa đông thì mình sẽ quay cái cảnh thân cây có tuyết cho cả nhà xem nha. Cây này nó cũng như cái cây me vậy cả nhà, nhưng mà nó cũng chỗ màu vàng luôn cả nhà ha. Mùa hè thì lá nó xanh tươi dễ sợ, nhưng mà mùa thu rồi nó cũng chỗ màu. Cái lá nó y chang những cây me. Cây này là màu đỏ nha cả nhà, bắt đầu lá nó chuyển đỏ nè, bên kia là mé vàng vàng, ở đây là đỏ nè. Đẹp. Nhìn màu đỏ này là giống như là màu chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh, lễ Noel và Tết. Mọi người cũng chuẩn bị cái lễ Noel rồi cả nhà. Mát mẻ cả nhà, mùa thu mát mẻ, đôi khi nó hơi lạnh lạnh. Bữa nay trời mát mát, mình không có mặc áo ấm. Nó bữa từng vừa rồi nó hơi lạnh lạnh, mới mặc áo ấm. Diêu bông. Đẹp quá cả nhà, lá mà chỗ màu thấy đẹp, dài khúc qua bên kia, đây vàng vàng đỏ đỏ. Phong cảnh xinh đẹp tự nhiên ở cả nhà. Đó, này á. Quá đẹp. Lá rụng hết cả nhà. Kia mùa thu lá bay đó cả nhà. Nhà thấy không? Đó, kéo lại zoom cho cả nhà xem. Cây này á thì mình hay gọi là cây lá diêu bông. Nhưng mà nó kêu là mô bộ cả nhà.
Ok, video của Thanh Tùng đến đây xin kết thúc nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà gặp cái video mới kế tiếp sau nha. Giờ mình nắm cái lá này nè. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mong cả nhà ủng hộ kênh Cuộc Sống Ở Mỹ của Thanh Tùng nha. Nhớ đăng ký subscribe để Thanh Tùng có động lực và tinh thần tiếp tục làm những video mới tiếp theo cho cả nhà xem nha. Bye bye.